Quân đội Mỹ và các nước khác đang sử dụng những loại tên lửa trị giá hàng triệu USD để ngăn chặn các máy bay không người lái UAV giá rẻ hơn rất nhiều tại Trung Đông. Từ cuối năm ngoái, lực lượng Houthi tại Yemen đã tiến hành rất nhiều vụ tấn công bằng tên lửa lẫn UAV nhằm vào tuyến hàng hải tại Biển Đỏ, Vịnh Aden cũng như lãnh thổ Israel. Để ngăn chặn, quân đội Mỹ cùng đồng minh từ tháng 12 năm 2023 đã triển khai chiến dịch người hộ vệ thịnh vượng. Hồi tháng 4, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Del Toro cho biết lực lượng của ông đã sử dụng số vũ khí trị giá khoảng 1 tỷ đô la Mỹ để ngăn chặn các mối đe dọa trên không lẫn trên biển, theo chuyên san quân sự Breaking Defense. Các quan chức Mỹ không tiết lộ đã sử dụng vũ khí gì, nhưng hầu hết các chuyên gia cho rằng khả năng cao là tên lửa SM-2, vốn có giá lên đến 2 tháng 1 triệu USD mỗi quả. Tên lửa Sea Sparrow có tầm bắn ngắn hơn, cũng có giá gần 1,6 triệu đô la Mỹ mỗi quả. Trong khi đó, các UAV tấn công một chiều của Houthi, chủ yếu do Iran chế tạo, có giá chỉ khoảng 2.000 đô la Mỹ mỗi chiếc. Những loại lớn hơn như giá 136 ước tính trị giá 20.000 đô la Mỹ. Chuyên gia về phòng thủ tên lửa West Rambo tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS Mỹ trong một bài phân tích hồi tháng 2 cho rằng không thể đơn giản so sánh giá trị của tên lửa đánh chặn với mục tiêu của nó, bởi cần tính đến giá trị của những tài sản mà lực lượng Mỹ đang bảo vệ, đó là tuyến hàng hải quan trọng cũng như tính mạng của các thủy thủ trên các tàu. Tuy nhiên, các quan chức Lầu Năm Góc thừa nhận quân đội cần tìm kiếm những hệ thống với chi phí hợp lý hơn. Tại một hội thảo do CSIS tổ chức ngày 15 tháng 5, chuẩn đô đốc Fred Pye, giám đốc tác chiến mặt Đức của Hải quân Mỹ, cho rằng quân đội tuyệt đối cần đầu tư vào các hệ thống hiệu quả hơn về chi phí để đánh chặn UAV giá rẻ, nhắc đến chương trình bẫy UAV Replicator bí mật của Lầu Năm Góc. Theo Breaking Defense, Lầu Năm Góc hồi tháng 3 đề nghị Quốc hội cung cấp 1 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm tới để phát triển chương trình này, nhằm sản xuất hàng ngàn thiết bị tự hành giá rẻ để ngăn chặn UAV đối phương. Trong phiên điều trần, trước tiểu ban phân bổ ngân sách Thượng viện Mỹ ngày 16 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách mua sắm vũ khí Bill LaPlante lặp lại đề xuất đầu tư và phát triển các vũ khí có giá phù hợp để đối phó những UAV này, theo trang Axios. Nếu chúng ta bắn hạ một UAV một chiều 50.000 đô la Mỹ bằng một tên lửa 3 triệu đô la Mỹ, thì không phải là một sự cân bằng tốt về chi phí, ông LaPlante nói. Trước đó, quan chức này nhiều lần cho rằng mức chi phí hơn 100.000 đô la Mỹ cho mỗi phát bắn để ngăn chặn những mối đe dọa như trên là quá đắt đỏ và không bền vững. Khi ngày càng nhiều UAV được đưa ra chiến trường, vị thứ trưởng cho biết mục tiêu là tìm ra những hệ thống chỉ tốn khoảng vài chục ngàn USD cho mỗi phát bắn. Hồi tháng 2, lục quân Mỹ mua 600 UAV đánh chặn Coyote trong hợp đồng trị giá 75 triệu đô la Mỹ với hãng ATX, tên cũ là Raytheon Technology. UAV Coyote có hình dạng trụ tròn, được phóng lên từ giàn phóng trên bộ lẫn trên tàu. Coyote bay bằng động cơ phản lực và có cánh gập vào trong thân và sẽ bung ra ngay khi vừa được phóng. Loại vũ khí này tiêu diệt mục tiêu bằng cách đâm thẳng vào hoặc phát nổ khi tiếp cận. Mặc dù tần suất sử dụng vũ khí của Hải quân tại Biển Đỏ trong 7 tháng qua đã gia tăng, chuẩn đô đốc Fred Pye cho biết nguồn cung vũ khí vẫn trong tình trạng bền vững. Tuy nhiên, với việc các giải pháp mới cho phòng không vẫn còn xa vời, Hải quân đã bàn bạc với các nhà sản xuất tối ưu hóa sản xuất, cung ứng để đảm bảo đủ số lượng và chất lượng của các hệ thống vũ khí đang có. Anh phát triển vũ khí vô tuyến giá rẻ đối phó UAV. Bộ Quốc phòng Anh tiết lộ đang phát triển một loại vũ khí năng lượng định hướng tần số vô tuyến AFDW mới, có thể vô hiệu hóa một bầy UAV ở phạm vi lên tới 1.000 mét chỉ với 0,12 đô la Mỹ cho một phát bắn. Theo trang Business Insider ngày 16 tháng 5, AFDW được thiết kế để hoạt động trên đất liền, trên không, trên biển và sẽ được thử nghiệm trên thực địa vào mùa hè năm nay. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin. Do lo ngại về sự chênh lệch chi phí giữa tên lửa đánh chặn và UAV giá rẻ do Iran chế tạo, quân đội Mỹ và Vương quốc Anh đang nghiên cứu các giải pháp thay thế chi phí thấp hơn. Sau chiến dịch người hộ vệ thịnh vượng ở Yemen, Lầu Năm Góc nhận ra nhu cầu về các hệ thống đánh chặn hiệu quả về chi phí hơn như chương trình bẫy UAV Replicator để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ các UAV giá rẻ.